đến chuyện tầm bảy tầm ba nữa, thiền tông mà ra đời thẳng thét một cái hả, xin lỗi, không có ai cúng rồi nó dẹp, tự động nó dẹp à. Thiền tông mà ra, thiền tông mà ra đúng không chuyện cúng mà mất luôn. Tôi nhớ hồi năm 1979, 75 giải phóng, thực ra miền Bắc có ai cúng đâu, không có chỗ nào cúng, bây giờ cúng quá trời đó, chùa nhà thờ đình hoàn toàn không ai hết. Bởi vì tại vì bây giờ phát triển một cái nó loan ra, chứ hồi xưa nó lỗi, hồi xưa đó cũng nhiều lắm, mà giờ đấy tôi thấy đi ra nhiều cái chùa không có ai ra đó, mà bây giờ phát ra để gì, phát ra cái cúng thôi, chùa tất cả phát ra cúng, đền miếu cũng cúng, không có gì đó mà cúng, bây giờ người ta đã giải mã rồi còn cúng gì nữa. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là: làm trái với tôn chỉ thiền tông thì có ảnh hưởng gì đến pháp môn thiền tông hay không? Nó không có pháp môn, nó hoặc chết thôi. Cái thiền tông nó nói vậy, nhưng mà làm trái thì nó giết chết luôn. Có nghĩa là thiền tông giống như chơi con dao. Cái con dao bên vật lý nó còn cái cán nắm nè, thiền tông nó không cho nắm. Nó không có cái cán. Nó suy nghĩ đi. Vật lý còn có cái cán nắm, chặt được nè. Thiền tông không có, con dao không cá, muốn làm muốn nhào vô làm nắm kiểu nào tôi không biết. Đó, nó không có chết đâu. Mà nó chỉ đứt thôi cho nó không chết, rồi nó nhiễm trùng thôi cho nó không chết. Rồi hỏi tiếp đi. Người tu thiền tông trước khi mất nên dặn con cháu của mình lo hậu sự của mình như thế nào cho đúng? Thì giờ có người về Phật giới người ta lo trước rồi đó, giờ căn cứ vào cho đó. Chứ giờ biết làm sao giờ. Nhưng mà nên nhớ một điều á, cái nhà có đó người ta có đồng ý không, con cháu có đồng ý không, hay là mình từ thiền tông mà chết rồi nó đem vô nó cúng, nó bước ông thầy vô, nó đưa tiền kiểm của ông của nó. Nhưng mà nên nhớ là tôi tu thiền tông có công đức rồi, khỏi cần nhờ. Bây giờ tao nhờ mày không được thôi, tao 5 phút 5 giây là tao đi rồi, ở đây muốn làm gì làm. Bởi vì chứng minh rằng người tu thiền tông giải thoát người ta có đi về, có người như ở An Giang nó có, Hà Nội có cái bà 93 tuổi, bà đi rồi, bà lịch trình bà đi rồi, bà trả lại. Cái trả lại là ông thần chứ không phải bà. Ông nói bà làm ơn bà trả lại đi, nói cho tao biết, thần Kim Cang à. Bà trả lại đi mà nói lịch trình biết rồi mai mốt bà đi, tôi cho bà đi tự do. Cái đây là cái bởi vì thiền tông nó ra đời, nó phải có người đi, có người trở lại để báo cho người ở lại biết rằng nó là vậy đó. Chứ không phải tự nhiên cái bà này bà trả lại đâu. Chết rồi, chỉ con thần Kim Cang mới làm được cái này. Bởi vì ông thần kia, ông thần nhân quả đó, ông nói sao giờ tôi cho bà lại đây, bà làm ơn bà nói bà học lại cho người ta nghe, chứ tôi nói không nghe, tôi đâu có nói được nè. Nó có cái lý do vậy để chứng minh rằng đường về Phật giới nó rõ ràng là nhờ cái bà 93 tuổi này nè. Mình phải căn cứ vào chỗ này. Còn chuyện làm rồi mình mà mất rồi đi ra mấy giây đi mất rồi, ở đây muốn mần heo mần bò kể đó. Rồi hỏi tiếp đi. Câu số 8 là: tại sao gọi là tà pháp? tà nó thuộc về ma. Bây giờ nó nói nó đang cúng mà nó là chánh pháp thì thiền tông nói là mà tà pháp, đối nghịch nó chửi cái vậy thôi nha. Còn lục tổ ổng nói nếu mà kiến tánh thì mới biết tánh tà, ai kiến tánh mới biết chánh tà thôi, mà giờ ai là kiến tánh? Rồi ai mà hiểu được cái tánh Phật, rồi người nói cái tánh Phật sát là mình, cái người đó biết nó là tà. Chỉ cái người nào mà hiểu được người ta mới biết là cái nào chánh nào tà thôi. Giống như cái người mà biết chữ thì mới cái người mình, mới cái người không biết chữ người ta nói mù chữ, chứ mình cũng mù chữ người ta kia cũng mù chữ làm sao. Chỉ cái người nào biết rõ sự thật, người đó biết chánh tà. Còn người mà không biết thì thôi mạnh ai nó nói. Rồi hỏi tiếp đi. Câu số 9: nếu hoa tiêu thật đến đón nhưng mình tưởng là hoa tiêu giả, mình không theo, thì hoa tiêu thật có tín hiệu gì nhắc nhở cho mình hay không? Không theo thôi. Không theo quay trở lại trái đất này, ông thần ông bôi liền, ông quét một cái là rồi, là mình đi tiếp tục luôn hồi. Có nghĩa là cái này ngàn năm một thở. Bởi vì học thiền tông học cho hiểu, khi mà mình không theo trở lại này, ông thần thực thi liền, thổi cái công đức liền, rồi bắt đầu cho đi luân hồi, rồi tùy theo. Đó, cái này không phải dễ đâu.
ngàn năm một thở, thành ra học phải cho học chút kỹ. Bây giờ đây là đã giống như bây giờ tôi đưa anh ra máy bay để đi xuất ngoại, anh không trả lời thôi, nó bay rồi thôi chứ giờ sao vậy? Nó bay rồi thì thôi anh trâu đây làm dân Việt Nam làm tiếp, tôi dẹp tôi phân bổ anh đi chỗ nào anh làm việc ở đâu á, thì nguyên tắc nó là vậy. Rồi hỏi tiếp, tu theo thiền tông làm công đức trong sáng là ý như thế nào ạ? Tạo công đức trong sáng thì đừng có chấp với trọi cái bình thường. Còn mà làm thứ nhất nhiệt tình quá rồi, rồi trách quá, rồi khoe quá thì nó không trông ra. Cái gì mà làm mà nó cái ta ngãi ra là hoàn toàn nó bị mất liền. Nên nhớ tất cả làm mà cái ta ngãi ra là chấp. Đừng có tưởng tôi làm giỏi rồi đấy. Tất cả những gì làm mà cái ngã nhảy ra là hoàn toàn bị bôi liền. Ông thần tự mình bôi. Còn nếu mà không bôi, ông thần, ông quản lý mình cũng phải bôi để nó lưu hành trong thế giới này. Thế giới này công đức không lưu hành được. Công đức tối lưu hành được mà công đức sáng không lưu hành được. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo, làm việc thiền tông là làm như thế nào để không lưu lại dấu vết? Bây giờ ví dụ chẳng hạn như mình cho người ta mượn sách, mình khoe nói tùm lum. Bây giờ muốn nó không lưu vết, nó tôi mới lộ mới để đâu, không biết tôi không biết chị là đọc hiểu gì hết, chị giải thích cho tôi nghe. Mình giả nai vậy đó, giả ngu rồi đó. Thì nó không lưu dấu vết. Mình lại mình nói tôi đọc cái này tôi thấy tánh rồi làm này nó giải thích rồi nó lộ ra không được. Không lưu vết có nghĩa là không hiểu được. Mình làm sao đừng cho người ta biết mình tu thiền tông là không lưu dấu vết. Còn mình chưa gì mà mới vừa có đường chút đi khoe tùm lum, thứ nhất đó, đi phổ biến ra chết. Bây giờ nói ra thì nó cũng hơi khó. Chứ nhiều người tự nhiên mình biết cái bắt mút lá ào lên nguyên cái xóm cho biết rồi chết chứ kêu đó. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 12, tại sao giáo lý mà được xuất bản ra thì có thể giúp trái đất kéo dài được thêm tuổi thọ? Cái giáo lý này xuất bản nó không phải đơn giản đâu. Xuất bản, nếu mà giáo lý xuất bản phải xuất bản ít nhất phải 4 thứ tiếng trên thế giới, không phải là 1 thứ tiếng đâu. Nói ví dụ chẳng hạn như nếu mà xuất bản ở chùa cho phép chùa nó xuất bản khác, mà quốc gia hoặc là Liên Hiệp Quốc nó xuất bản, nó phải xuất bản những tất cả những người nào mà coi bằng có thường trực hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc phải xuất bản bằng tiếng của nước đó, mà với số lượng lớn chứ không phải nhỏ đâu. Thì tất cả những người đó người ta học cái này tự nhiên người ta biết là ta kìm cái tánh của người ta lợi, cái tánh ác người ta lợi, thì trái đất này nó sẽ tồn tại kéo dài chút. Còn hiện giờ người ta đang sống vô minh, người ta không hiểu, chửi người ta một tiếng nó chửi là hai đó, nó bây giờ cái kiến chấp người ta nó vậy rồi, nó nóng hai thằng đập lộn rồi mình đứng kế bên nó cho bom nổ mình cũng chết, nó chết mình cũng chết, nó là vậy nha. Vì thế mà cái giáo lý ra, nếu mà trường hợp mà xuất bản muốn cứu trái đất này thì phải xuất bản tiếng quốc tế, những của hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nó phải xin UNESCO trình với hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc rồi hội đồng mới cho xuất bản cái này, để chi nó kìm cái tánh ác của những cái người mà hung dữ, lãnh đạo hung dữ, nó thật nó thẳng luôn á. Thì trái đất này nó sẽ tồn tại. Bởi vì ông Thích Ca ông nói là khi Như Lai mà ra đời nhập niết bàn 3.000 năm sau trái đất bị hủy diệt, mà bây giờ ông 2.563 năm mà bây giờ thấy trái đất nó bắt đầu rung rinh rồi đó. Thì ông Phật Thích Ca nói đâu có sai đâu, trái đất này có thể kéo dài nổi được 100 năm nữa không? Mới vừa ngủ thức dậy nó phát minh cái khác, thấy không? Mới tháng trước khác, tháng sau khác, rồi sao đây? Rồi mai mốt mà nó phát triển một cái khủng khiếp nữa đấy. Mà bây giờ Thích Ca nói là cái bô nguyên tử á, nó giết vậy thì dữ à, nhưng mà nên nhớ là tới cái bô nhiệt thạch bây giờ thì thần có người họ sản xuất á, bô nhiệt thạch á, cái bô mà nguyên tử nó lấy bằng cát nóng á, mà nó bắn ra cái 50 megaton là đường bắn kính 5 cây số, nó giết có nghĩa là 10 cây số xung quanh là chết hết, nó lên cả ngàn độ rồi cái mấy, rồi thí dụ cái số thứ 6, thứ 7 nó cũng nám hết. Mà bây giờ cái bơm nhiệt thạch nó lên tới gấp 10 lần, bơm quang tử nó lên 1 triệu lần,
Bốn hoàng tử nó phát ra nó nổ, nó phát lên 1 triệu lần cái này, rồi sao? Làm sao ai chịu nổi? Rồi con suy nghĩ, để đây là cái chu kỳ của nó, chu kỳ thành trụ hủy diệt của vật lý. Vì thế mà trái đất cứ 10.000 năm sẽ bị 10.000 năm sẽ bị hủy diệt sự sống 1 lần. Mà nó hủy diệt đến 1 triệu lần thì đúng 10 tỷ năm trái đất sẽ bể. Rồi trời phía thiên dương sẽ đưa trái đất khác tới để cho người nào còn sống nhảy qua, không sống thì đi qua bằng trung ấm thân. Đó, đi từ từ, đó theo quy luật vật lý mà. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo, tại sao vào thời kỳ này từ người dân, nhà sư cho đến các vị quan chức lại ngộ thiền rất nhiều? Thì cái thời văn minh thì bây giờ con kiến thức ta cao rồi. Hồi xưa thì hỏi vật lý người ta không hiểu vật lý là cái gì. Bây giờ khoa học cái chứng minh vật lý thì bây giờ người ta nói mới hiểu. Mà giờ chứng minh hồi xưa đó, mình nói trong không gian hình ảnh Đức Phật nói người ta không tin. Mà bây giờ đó, hằng hà sa số trong này thì mình giờ mới nói rằng, ví dụ bây giờ không phải cái mạng của mình phát đâu, rồi còn bao nhiêu mạng khác đó, mở đúng tần số nào, tần số có hình ảnh đó. Mà bây giờ thấy không? Mình đâu có thấy cái hình ảnh nào đâu. Nhưng mà bây giờ có máy thì mình thấy. Có nghĩa nó dày đặc trong thế giới này, dày đặc hình ảnh điện từ. Ông Phật ngày xưa cũng vậy. Mà bây giờ muốn lấy những cái kinh sách của Đức Phật không phải lấy như hồi xưa đâu. Giờ muốn lấy có cái cách ta lấy liền tại chỗ. Muốn lấy những giáo lý tôi lấy ra liền. Mình phải có cái kỹ thuật này. Nhưng mà cái kỹ thuật này không nói cho người khác nghe được. Bây giờ tôi nói thật, bây giờ không lẽ bây giờ ông Phật có truyền cái thiền, ông đi theo dòng thiền tông đúng chứ phải không? Nhưng mà có bí quyết ông truyền theo cái này, bí quyết cái này mà ông truyền thì mấy ông tổ biết, mấy ông kia ông la lên liền. Vì thế mà ông đưa cho Long Nữ giải mã cái này. Vì thế mà ai có coi cái vấn đề mà giữa Hùng Nghị Dương với Thái Tử Đức Đạt Đa nói cái gì, dặn Long Nữ cái gì ở tại cung vua của vua Huyền Nghị Dương. Có nghĩa là đọc cái quyển sách này mà con mở được cái Phật nhãn ra thì con biết hết. Vì thế mà lục tổ Huệ Năng chỉ gần mở Phật nhãn, 10 ông thần tú cãi ông lại ổng, ổng đâu có học gì đâu, ổng chỉ mở Phật nhãn ra thôi, không ai biết hết. Vì tùy kiểu đó mà Long Nữ mở được cái này, bắt đầu chiết hết, chỉ hết tôi không có mở nhưng phải chỉ thôi. Mà nó má có cái này cho con nè ha, tôi viết hết rồi, rồi về rồi tự ấy chứ đâu phải tu mở đâu. Mà tại vì hồi xưa bà mở đâu ở ngoài nước Chăn Lan á, giờ mới đưa tới đây tôi mới biết gì. Tại giờ mình căn cứ vào chỗ này mình nói thôi, mà căn cứ vào đây tôi nói bằng công thức. Bây giờ tôi nói về vấn đề mà cúng tụng đi, ngũ thú tập cương, mình chỉ nắm được cái căn bản này ngũ thú tập cương. Dầu ở đâu anh cũng cúng qua cái vụ này thôi, anh suy ra anh biết hết. Dầu miền Bắc, miền Trung, miền Nam cúng nó cũng vậy thôi. 100 cái đền, 100 cái miếu cúng nó cũng ra cái này thôi, chứ không chạy đường nào trời đó. Đó là gọi là giải theo công thức. Đó, mình trí tuệ tu khoa học là tu cái này. Chứ không phải tu mộ, không có ngồi cãi từ ly từ tí mà ta cãi về tổng quát, phải về công thức. Rồi hả, tiếp đi. Câu tiếp theo, pháp môn thiền tông có những lợi ích gì đến với người tu và nhân dân Việt Nam? Lợi ích gì? Ra đời nó phá tà tông, phá mấy cái mê tín, phá hết. Đó, có vậy thôi. Bây giờ mình chỉ nhận 2 chữ thiền tông thôi, chỉ hai học 2 chữ này thôi. Biểu đi cúng có cúng không? Biểu đi núi sao có lên núi Bà Đen có lại không? Nhiều đó thôi. Rồi vô cái biểu nào qua rồi thì có ai không? Tất cả những người nào chỉ hiểu được 2 chữ thiền tông hoàn toàn bỏ cái kia hết. Lúc đó ở nhà, lo nhà, có cửa lo cửa thôi. Còn hồi xưa không có nha. Ngày mai đi chỗ này chỗ kia, 4 giờ sáng thức dậy à. Đi, rồi sửa gì xuống dưới lại cái về. Rồi không biết xin gì cũng biết, không biết có được không, không ai biết. Bây giờ nó đã chỉ rõ rồi thì mình không đi đâu nữa. Nhưng mà lâu quá ở nhà lâu nó cũng điên, thành là thôi đi chơi đi nó sẽ chết. Hồi đó thì mình đi ra Vũng Tàu vô chùa, giờ không phải ra bãi biển tắm cũng đi Vũng Tàu cũng đi, nhưng mà nó vô chùa đâu là ông Phật. Trời đất ơi, ông Phật có một ông, giờ từ Bắc chí Nam 17.000 ông chùa, một cái chùa tới 2 chùa ông Phật tính đi. Rồi giờ lại ông nào đây, một cái chùa thì tới 2 chùa ông Phật, rồi lại ông nào.
Đó, thành ra mình hiểu rồi thì mình không ở nhà khỏe ru thì không phải nó ra là nó phá mình đó. Nó phá cái ngu của mình đó. Thì giờ mình đỡ không? Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo, tại sao pháp môn thiền tông lại tuân thủ pháp luật một cách triệt để như vậy? Cái này là cái quy tắc. Cái thiền tông nó ra đời mà nếu mà anh vi phạm pháp luật một cái nữa nha, là cái ông vật lý ông tâu cái ông pháp luật. Hồi xưa đó nhớ nè, tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng chết vì cái vụ này. Tại tổ Bồ Đề Đạt Ma không tuân thủ pháp luật. Bây giờ tôi làm tất cả gì tôi làm bằng giấy phép, bây giờ cấm tôi được không? Ông cho tôi về giảm không? Ông cho rồi thôi chứ tôi đâu có làm sai đâu. Nhưng mà bởi vì mình làm mà nếu mà chỉ sai một chút xíu thì kêu bằng trong người mình mà nó nhiễm trùng một chút xíu thôi là nó quậy nát liền, nó phát ra liền. Vì thế phải tuân thủ pháp luật. Để chi? Để cái thiền tông nó mới tồn tại. Bây giờ nếu mà nó thiệt kêu bằng cái tội nhỏ nó dạch ra to, còn mà không có tội nó không dạch được, thì bắt buộc thiền tông phải tuân thủ pháp luật là chỗ này. Tất cả những gì kêu bằng ghét á, thì cái bộ hòn nó cũng méo, còn mà thương nó cái áo nó cũng tròn, mà ghét cái học cái bộ hòn nó cũng méo, thành nó sợ sợ như thế giới vật lý mà đa cương nhân phá lực lại. Anh mà chỉ có một vi phạm thì bắt đầu nó thổi phồng lên, nó chim vô, nó chim vô nó thổi là phá, thành bắt buộc phải tuân thủ pháp luật triệt để. Thì muốn thiền tông phải đi bằng đúng vậy, pháp luật không rờ mình được. Còn anh chỉ cần sơ ý một chút xíu đi, đâu phải chừng. Vì thế mà thiền tông yêu cầu thượng tôn luật pháp, làm cái gì phải luật pháp trên hết, tổ quốc mình là trên hết. Không có cho ai xen vô, một tiếng nói cũng không được nữa. Chỉ một tiếng nói phản động anh cũng không được nữa chứ đừng có nói. Thấy không? Thiền tông phải triệt để cái này. Anh muốn tồn tại thì phải vậy. Còn anh không muốn tồn tại thì anh nói tầm bậy tầm bạ, anh đã chết đáng chịu. Rồi hỏi tiếp đi. Tại sao pháp môn thiền tông lại đề cao tinh thần yêu nước và bảo vệ đất nước đến tận cùng? Bây giờ nguyên tắc đó, nên nhớ là mấy cái người tu vật lý ưa phản quốc đó. Tôi nói thật đó, tu vật lý thật là gì? Kêu bằng đi ra nước ngoài để cầu dinh. Thành ra cái vấn đề này thiền tông phải triệt để này là vì cái tổ quốc này á, cho phổ biến cái thiền tông ra. Anh phải làm sao phải giữ được cái tổ quốc này. Cái tổ quốc Việt Nam mà nếu mà tư bản hoàn toàn không phổ biến cái này được, chỉ xã hội chủ nghĩa thôi. Mà nên nhớ rằng cái thiền tông công bố ra ngày 14 tháng 5 2017, bộ luật hình sự nó ra trước một năm 2016. Nó để yểm trợ cái này nè. Tại không hiểu luật pháp chứ. Tại làm sao mà cái này hầu 1950 tới 58 mà phải kéo dài mấy chục năm. Hồi xưa chế độ cũ nó cũng vẫn có pháp luật, nhưng mà nó không có bảo vệ được cái tôn giáo đâu. Nó hồi chế độ cũ mà ra này ra không được. Mà bây giờ phải đợi mấy mươi năm sau, sau 40 năm giải phóng, khi là bộ luật hình sự nó ra, cái hiến pháp 2013 nó mới ra, 2013 nó hoàn chỉnh cái hiến pháp đó. Rồi nó cái luật một ngày nghị định 162 của chính phủ á, là 2016, luật hai cái bộ luật hình sự trước sửa đổi lại, cái bộ luật 100 nó sửa đổi lại đến tháng 11/2016 có hiệu lực. Luật tín ngưỡng tôn giáo ký 2016 mà đến 1/1/18 ba cái luật này nó mới yểm trợ, thành ra cái thiền tông nó công bố ra ngày 14/5/2017, nó đi vào trong cái luật pháp hoàn chỉnh, nó mới phổ biến. Mà tại làm sao hồi xưa đó xin công bố bảo ở Đức Hòa tôi không đồng ý, tôi bảo đưa tỉnh đồng ý rồi mới đưa về ba cấp mới cho phổ biến. Mà tôi nói trước nha, khi mà 8 giờ sáng công bố, 7 giờ rưỡi ra lệnh ngưng liền, ra lệnh phải ngưng cái này, mà tôi không nói ai. Tôi cứ nói anh em, nhiều người họ sợ lắm. Tôi nói cứ đúng tới ngày giờ, bởi vì tôi mời VTV rồi các báo đài rồi chính quyền tôi mời hết lên. Tới giờ đúng 8 giờ tôi tuyên bố công bố quyền kỷ liệu.
Rồi vậy thì mà nó lộng lên chứ, lộng ra sau đó mọi biết bao nhiêu họp, bao nhiêu cuộc họp để mà xóa cái thiền tông này, thu hồi quyền ký lên liền, mà kéo dặn nhằn đến ngày 18, đúng một năm sau nó mới nó ký cái công văn thu hồi cái quyền ký, cấm cái này. Không có cấm nó cũng chạy được năm rồi, không sao. Tôi làm tôi phải tính hết chứ đâu phải đâu. Mà bây giờ giải đáp, bây giờ là tôi nắm luật pháp nè. Quyền ký, thường thường người ta xuất bản một cái nhà xuất bản thôi. Sài Gòn tôi không lấy. Mà nhà xuất bản tôn giáo xuất bản, rồi nhà xuất bản luật xuất bản. Hai cái này tôi nắm vững về bên tôn giáo và bên luật. Rồi thứ hai nữa đó, khi tôi công bố quyền ký, tôi không biểu xin xin xả, tôi không xin, tôi xin nó tỉnh. Đưa cái công văn về hệ thống đàng hoàng, được về đây cho công bố, tôi mời hết. Rồi khi trả lời cũng vậy, giấy tờ cho tôi làm đúng ba cái giấy này, bây giờ tôi mới ngồi đây tôi nói, chứ nếu không có cái trả lời xin lỗi, bữa nay không có trả lời ngồi đây đâu. Bao nhiêu bây giờ nên ai lên mạng rồi? Ông Nhật Từ ông nói một câu, ông nói đó, ông nhờ ủy ban tỉnh đó, dẹp cái này rồi. Mà vậy tất cả những sách của Nguyễn Nhân viết á, sẽ thu hồi trong 3 ngày, lên mạng cho còn ra nữa. Mà nay 3 năm chưa thấy thu hồi. Nó đâu phải dễ đâu. Cho là cái sách của chùa Tân Diệu là của Nguyễn Ma Dương đó. Chứ nó còn nằm trên mạng đàng hoàng. Đó, bây giờ chưa rõ ràng chứ. Mà bây giờ là tôi nói thiệt nè. Ông Thích Lệ Thọ là cái gì? Quỷ viên Phật giáo thế giới. Ra lệnh dẹp cái này. Thế giới đó, chứ không phải đây. Rồi ông Nhật Từ là quỷ viên của giáo hội trung ương, Phước Tiến cũng giáo hội trung ương chứ đây, ra lệnh dẹp này. Họp 294 năm kỳ khởi nghĩa là văn phòng hai Phật giáo trung ương họp bao nhiêu lần? Là cái bản đồ của chùa Tân Diệu tôi để cái này có 210 thước vuông. Nếu mà tôi lấy hết cái khu đất này thì xin lỗi, nó vô lấy liền á. Vô đây lấy đi, tôi cho lấy. Hồi đó tỉnh cho tôi cắt cái chùa, thì giờ tôi trả tiền tôi thôi. Rồi tôi giao cho này nè, ăn uống vệ sinh ở trong này, ở ngoài của tôi xây liền. Thấy không được mà không lấy. Chứ nếu mà nó chỉ lỗ 2.000 thước vuông thôi. Bây giờ tôi đòi bao nhiêu tỷ cũng đưa đó, chứ thiệt đồ chuyện đó. Mà thấy với luật mà nếu mà tôi không tôi cái chuyện này tôi cắt mấy chục năm về trước, tôi biết thế nào cũng ra rồi, thế nào mấy ổng cũng tìm cách mà coi 210 thước vuông rồi hỏi tôi nói 210 thì hỏi có bán thêm, tôi không có bán gì trời. Nhưng mà có một điều, muốn vô được tôi bắt cái cầu nha, ngoài cửa bắt cái cầu đi vô tôi cho, chứ còn đi đất tôi không cho đó. Thành ra sao đấy, dưới đất tôi không bán, mà tôi cho ông đi bằng cầu, từ cửa vô đây đi bằng cái cầu. Ông có tiền không, ông làm cái cầu thang máy thì cho ông đi, không phải dễ đâu. Chứ đâu có gì xin lỗi mà 2 tỷ đi quăng vô mình cũng được. Nhưng mà tại tôi gài cái thế, bây giờ tôi xin lỗi ông ra cái công văn mà ông dẹp tôi đó, ông bị chết với tôi vì cái công văn này. Tôi sẽ dài dài nói ông mà. Một đoàn thể không thể ra công văn mà ra lệnh cho công an rồi chính quyền dẹp cái chùa này, cái công văn vẫn còn. Tưởng đâu thấy dễ ăn đó. Giờ hỏi người khác đi. Câu tiếp theo, nhà nước và giáo hội có nhiệm vụ quan trọng gì trong việc công bố giáo lý? Cái này tôi xin phép với giáo hội. Bây giờ tôi á, nó đúng hồi xưa là tôi thành viên của giáo hội, tôi xin phép giáo hội bắt buộc phải cho. Ông không có lường trước cái giáo lý này đâu. Còn chính quyền, luật pháp làm cái gì phải có đơn từ thượng lý người ta cho. Chính quyền có bổn phận đáp ứng cái này. Giáo hội tôi là thành viên, ông phải đáp ứng cho tôi. Ông không đáp ứng, tôi vẫn công bố đơn phương. Vì tôi có xuất bản rồi, tôi sách xuất bản, tôi công bố cấp tại chùa. Mà bây giờ nó thì công bố chùa hay là cái gì, nó cũng đi ra khắp thế giới hết. Còn bây giờ mình ở trong nước thì phải đúng theo luật pháp, phải xin phép nhà nước cho các cấp. Nhưng mà mình nên nhớ rằng cái gì cũng vậy, làm đúng luật là tốt hơn. Còn chừng nào mà luật ép mình thì khác, luật ép tôi làm khác. Còn không ép thì tôi thực thi bằng cách nghiêm túc bằng đi theo luật pháp.
tôi ở giáo hội thì tôi phải xin phép giáo hội. Giáo hội thì công bố rồi, cái nó cấm tôi, cấm thiền tông, đập thiền tông, tôi đập liền. Tôi đều bản khác lên, tôi xin ra liền. Thì tôi ra hoạt động luật theo tín ngưỡng mà, luật tín ngưỡng tôn giáo mà. Tôi được quyền bất cứ cái gì. Nếu quá đi ra thì nhà nước kiểm soát tôi nói gì sai thì kiểm soát tôi. Tôi đâu có nói gì sai mà tôi nói bằng khoa học thôi. Không có cách nào tôi nói, bởi thế này tôi nắm vững là khoa học, vật lý và thực tế không có cách nào dẹp tôi được cái này hết. Mà tôi nói thì tôi thiền tông ra đời là tôi giúp nhà nước xóa đi mê tín rất nhiều. Bây giờ tôi chỉ nói về này, nội mà bây giờ nhà nước khỏi cần cấm chi mất công. Cứ cho tôi nói đi, chừng năm nữa thì có biểu ai cũng xin xăm bói quẻ, biểu đâu làm nữa. Tôi nói bằng sự thật chứ đâu phải đâu. Thì đâu cần nhà nước ấy. Nhà nước nó nói còn phải này kia ra công văn này mất lòng. Nói không cho tự do. Bây giờ tôi nói muốn tự do thì tự do, nhưng mà anh muốn làm cái gì phải đàng hoàng, giấy tờ đàng hoàng. Cái câu chuyện anh muốn tin cái gì anh tin, nhưng mà anh nên nhớ rằng anh phải có cái bài giải trình. Nhưng mà anh tin cá nhân anh thôi mà anh rủ người khác á, anh tin cho anh là anh dụ người ta. Mà thứ nhất anh lụ người ta đó là anh mang vào cái tội lừa đảo á. Nội tôi nói này không á. Bây giờ tất cả các tín ngưỡng râu mà không có tiền, không ai thành lập tín ngưỡng đâu. Tất cả cái gì về tâm linh phải có tiền, dụ người ta lấy tiền ta mới lập. Đó, bây giờ mình nói trình bày ra rồi, trình bày rõ ràng rồi thôi. Giờ biểu đi, giống như bố hỏi tôi biểu là muốn dân sao, biết có sao đó là trị gì đó, hãy đàng hoàng đi, bao nhiêu tiền, mấy phút, bao nhiêu, còn làm không được, tôi trả tiền lại. Ai không? Ai dám? Tự nhiên mình nói cái đàng hoàng rõ ràng. Rồi bây giờ mới vừa rồi, Sơn nó nói bây giờ ai muốn tru cái gì, treo cái chùa nào, tru gì phải treo cái bản hiểu rõ ràng. Giống như ở ngoài kinh doanh, công ty, xí nghiệp anh làm cái gì phải rõ ràng. Rồi bây giờ đi chết rồi. Bây giờ bảo xin lỗi cái quyền ký công bố ra rồi biểu cho anh các chùa, nó không dám cắt. Các chùa phải có tâm tài lực tự mình bỏ ra. Tự anh tự sản tự tiêu, anh không có dụ người ta nha. Nếu mà cắt mà không có dụ thì thôi, chắc không ai cắt. Tôi nghĩ là ở ngoài kinh doanh, bán buôn vốn lợt lời ba. Còn chùa kinh doanh giống một lợi ngàn nữa. Thành là người ta thích cắt. Mà bây giờ chơi kiểu này không có lời, không ai cắt hết. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, câu cuối cùng. Tại sao pháp môn thiền tông chỉ nhận về Phật tánh, học công thức giải thoát mà lại hết luân hồi? Ở trong này, trong cái trái đất thì ghi trong tâm giới nó quay, còn đi ra ngoài còn đâu luân hồi. Này phải nghiên cứu cái tâm giới, anh đi ra ngoài tâm giới mới hết luân hồi. Thấy không? Muốn hết luân hồi thì đi ra ngoài tâm giới mới hết, chứ còn ở trong này làm sao hết. Rồi hỏi tiếp đi. Khi câu hỏi của Phật gia Thiền Tông Trần Minh Đạt ở Đồng Tháp: khi nhiều người có nhiều công đức rồi thì cái tánh Phật có lớn thêm không? Không, tánh Phật là cái nguyên tử. Còn mà cái công đức á thì nó về bên kia, nó trở thành kim thân Phật, là cái mang cái thân Phật màu vàng. Cái công đức, cái tánh, cái vỏ bọc, cái tánh, cái thân Phật, cái lớn nhỏ là cái vỏ bọc tánh Phật. Giống như mình ở đây, cái ông mà 100 kg cũng thấy như cái ông 10 kg thôi, chứ làm sao phải được. Có nghĩa là cái tánh chân thật của nó không phát triển được, mà nó ở trong cái không gian lớn hoặc nhỏ, cũng như con người của mình ở trong nhà 10 thước vuông, 20, 30, 40, 40 thước vuông, cái nhà lớn, chứ cái con người nó không lớn được, cái tánh thấy nó không lớn được, thấy không? Mà nó đi theo cái lực của cái nhà, thì thấy nó có lớn có nhỏ là nó cái gọi là cái kim thân nó lớn nhỏ thôi. Giống như cái ông đó đó, 40 kg, ông 80 kg, ông nào cũng thấy giống nhau, nhưng ông nào lớn cũng nhỏ. Nhưng mà cái lực ông 80 kg nó mạnh hơn thôi. Thì cái sự thấy nó cũng vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Người có tâm tánh sáng láng có phải do công đức của người đó phát sáng ra không? Cái này á là mình phải hiểu cái quy tắc vật lý thế này nè. Trái đất này là gọi là trái đất vật lý âm dương. Cái con người mà cái dương nhiều á thì nó sáng hơn. Giống như mình đứng ở dưới đất này, mà đứng sát mặt đất á thì nhìn không xa, mà đứng càng cao thì nhìn càng xa. Con người ta có cái phước dương á, nó nhìn nó thoải mái hơn. Giống như mình đứng cao mình nhìn xa, còn đứng thấp nhìn gần,
đó quy luật vật lý này. Có con người khôn người dạy là anh âm quá anh dạy chứ không có gì đợi, anh dương quá anh khôn. Ở nhà lầu 100 tầng á, anh nhìn xa hơn cái ông ở đứng một ở dưới một tầng ha. Đó là do cái lực âm dương. Đó, phải hiểu cái nguyên tắc này mới hiểu cái người khôn người dạy. Anh dạy anh âm quá, còn anh tin anh mê tín gì đó của anh âm quá anh mới mê tín. Tất cả những người mà ưa lại lục cầu sinh là nó âm nha, nó ở cái tần số thấp quá thì nó tưởng nhiều, tần số thấp tưởng nhiều thành ra anh hành động sai nhiều, có vậy thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Những người được sinh ra bằng phương pháp mẫu không phải qua cửa hẹp của người nữ thì những người này có duyên lành gì không? Cái này không thử nó do cái nghiệp thôi. Hồi xưa đó thì tại phải qua vậy đó, có qua gì mổ là nó ép bị đau thôi, chứ cũng đâu có phải ngôn. Nhưng mà cái khôn dạy là nó do cái nghiệp của mình. Còn bây giờ khoa học nó mổ là thì nó không qua cửa hẹp, nó không có đau vậy thôi, nó chỉ đỡ đau. Nhưng mà cái nghiệp sanh lão bệnh tử nó vẫn bị, sanh lão đi bằng tự nhiên thì nó bị ép đau, còn nếu này thì nó cũng ra nó đỡ đau, nhưng mà cái sanh nó cũng vậy thôi. Còn cái gì khôn dạy là do cái nghiệp, mang cái nghiệp tần số nào thì ra phải hưởng cái tần số đó, đi đường nào cũng phải cái nghiệp thôi. Tại vì khoa học thôi, chứ hồi xưa đâu có cái vụ này, khoa học gần tiến thì cái nghiệp nó đỡ hơn. Giống như mình sống hồi trước á, cao lắm là hồi xưa mà ông bà mình đi đến giặc đi bằng ngựa, giờ đâu không chạy ngựa, đi dọn xe thì nó cũng đi thôi, nhưng mà nó đỡ vất vả chút vậy thôi, nhưng mà cũng phải di chuyển, nhưng mà di chuyển nhanh hơn thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Để trở thành một vị Phật giáo hóa chúng sanh thì tiền kiếp của người đó cần phải có những điều kiện gì? Cái đó là phải tiếp nối, bởi vì cái chuyện mà giống như hồi xưa đó, cái long nữ á, sở dĩ mà ông Tất Đạt La ông biết, ông nhìn thấy cái long nữ này ngày xưa đã từng giúp ông Phật trước để công bố huyền ký này, thấy cái bà này có kinh nghiệm rồi thì bây giờ đi tìm nhờ vậy thôi. Cái đó là thật chuyện nói về chuyện quá khứ mấy chục đời. Cũng như mình ở đây nè, ví dụ mình biết cái nhỏ đó hồi đó nó ở đây nó thông minh, bây giờ nó ở đâu mình muốn mướn thuê nó làm cái gì mình đi tìm nó lại để cho nó làm vậy thôi. Thật thì hiểu sâu xa hơn, còn mình hiểu cả một đời. Ông Phật thì ông toàn giác, ông nhìn được 50-70 đời, nó cũng chỉ vậy thôi, cũng là quy tắc vật lý thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Hình bóng của A Di Đà là ai hiện? Bây giờ mình hiểu cái thế giới này nè, ông A Di Đà mình đâu có mặt, sao không biết mặt mũi ông sao đâu. Mà bây giờ ông A Di Đà này là do người ta tưởng tượng, người ta vẽ ra, rồi mình ngồi niệm Phật cái niệm A Di Đà. Thì cái ông Thánh á, trên trái đất này nó có hai cái trường hợp mà để cho người ta thấy hình bóng. Một là cái ông, nếu mà mình sử dụng cái thần thông đó, ở từ cái câu thần chú á, mình niệm thì mình sai được cái ông thần quản lý tánh Phật của mình á. Ông bóc cái ông đó ra cho mình, phải dụng thần thông nha. Còn mình ngồi mình mơ tưởng là cái ông Thánh á, ông Thánh A Di Đà đâu, ông thấy hình nào để ông kéo lại cho mình. Phải hiểu cái này nè, sử dụng thần thông là phải sai ông thần quản lý. Giống như ông thần quản lý giống như mình là cái người giúp việc cho mình, giống có gì đó. À, và tôi sai ông đi lấy cái này cho tôi, thì ông đi, nhưng mà anh phải có cái lực. Còn nếu mà tôi muốn thấy cái đó, là anh phải cúng, là người ta cho anh thấy là gì vậy. Thì cái ông Thánh đó, ông lại kêu, bây giờ cúng ăn thật, tôi lại tôi bóc cái hình đó để cho thấy. Vì thế mà cái hình cái tu A Di Đà nó sai cái chỗ này, ta không hiểu, tưởng là Nam Mô A Di Đà 3-4 tiếng mới thấy, tưởng đâu là mình ông Phật hiện cho mình. Ông Phật thì giờ đâu mà làm chuyện đó. Giờ hỏi chứ cả nước Việt Nam mà rần đi 10 triệu người niệm Phật, không lẽ Phật đâu. Thì mỗi ông địa phương nó móc một cái cho mình thấy thôi. Thiền tông ra đời nó mới giải mã được cái này thì nó mới xóa được cái kia. Cái gì trên thế giới này nó có hết chứ không phải không, nhưng mà điều ai đẳng cấp nào đưa cái hình này xuất hiện, thiền tông nó sẽ nói hết cho nghe. À, nên nhớ là tu mà niệm câu thần chú thì sai khiến được cái ông thần quản lý á, thần đi ông ở, ông thần quản lý giống là người giúp cho mình thôi chứ. Thì mình niệm mà ông sai tới sao giờ ông làm ơn là lại nó lấy cái này thôi, chẳng lại ông lấy cho mình thấy thôi. Còn nếu mà tự lực cánh sinh, mình cúng mình niệm, bởi vì thường thường tụng kinh và cúng thì cái ông Thánh ông giúp. Còn mà tự nhiên sử dụng thần thông là cái
là nó sẽ tự động nó phát ra. Mình hiểu cái này thì mới giải mã được cái linh thiêng. Như trái đất này là ngũ thú tập cư, mình phải coi người nào nhiệm vụ gì, mình phải hiểu cái này thì mình mới hiểu thiền tông được. Rồi hỏi tiếp đi. Có một vị ở Quảng Trị hỏi câu này: hôm trước thầy có giải đáp người tu thiền tông khi mình sắp chết có thần báo trước cho mình một tháng. Con thấy trong một tháng tạo công đức quá khó, thầy hướng dẫn con một số cách tạo công đức nhanh để mở mắt về, để mở mắt về được Phật giới ạ. Bây giờ có 3 ngày không có vụ tháng đâu, đâu có nói. Một tháng là nằm chim bao, mà nên nhớ là 3 ngày cái ngày đó là nằm chim bao rất trong sáng, mà thức dậy y như là mới. Có ai nào ai nói mình đó là cái người đó là ông thần giúp mình đó. Thì bây giờ thí dụ mình là 70 tuổi đi mà mình bệnh đó, thì báo vậy thì giờ muốn vậy. Thì bây giờ tôi nói vậy bằng cách nào trong 3 ngày đó, trong 3 ngày mà giúp được một người có công đức thôi là cái tuổi thọ mình sẽ kéo liền. Ông thần ông nể mà đức trọng quỷ thần kinh, có công đức rồi ông không thường thư liền, có nghĩa là ông kéo dài. Còn công đức mình thì ông nhiều tôi ít là do mình, làm sao tạo được công đức trong vòng 3 ngày này ha. Bằng cá giá nào phải kiếm được một công đức đi để chị ông kia ông vững bụng rằng rồi này nó vậy bằng cách nào vậy? Bây giờ tôi nói là tất cả những gì hiện giờ nó hiện đại này, tạo công đức rất dễ. Quen ai đó bóc điện thoại gọi liên tục thế nào trong đám đó mình cũng thấy. Hoặc là bây giờ tôi nói nó là mở cuộc tiệc lại ăn dỗ đi ăn dỗ rồi đi trưng bày cái này ra, năm bảy chục người thế nào cũng phải có người. Có một người thì bắt đầu cái tuổi thọ mình bắt đầu ông thần ông giảng liền, ông đứng liền, không thực thi bắt đầu ông đứng nghiêm chỉnh, rồi thấy nó tạo được thì cho nó tạo tiếp. Thì căn cứ vào đó thì trong vòng mấy ngày nữa mà nó có nữa thì bắt đầu tuổi nó sẽ kéo lên. Bắt buộc có công đức ông thần mới giúp mình thôi, gọi đức trọng quỷ thần kinh. Còn mình báo rồi mình làm thinh thì thôi, ông nói đúng ngày giờ tôi quăng mày đi cho rồi. Rồi hỏi tiếp đi. Chúng con là một nhóm Phật tử Phật gia Thiền Tông. Xin hỏi nếu có Phật tử Phật gia bị mất thì chúng con phải làm đám tang như thế nào? Xin thầy dạy rõ để chúng con tùy duyên mà trợ giúp họ. Giờ tôi nói rồi thì có cái đám mẫu rồi đó, thì căn cứ vào đó. Rồi bây giờ thứ nhất là mình phải sắp xếp trước, thâu máy trước, thâu băng trước, ABC gì đó thâu trước, chuẩn bị đi thì cho nghe trước đi, để chi, để cho người ở đây yên ổn, rồi người đó coi sao mình theo dõi. Giờ bạn đi coi thấy sao, thấy ai nói tôi nghe coi, nó thấy trâu bò thôi tôi khỏi tụng khỏi gì hết. Thấy cái gì ăn thua, thấy mà A Di Đà rước thôi khỏi đừng, là đi sai rồi. Rồi thấy thần tới thôi đừng có cái thôi, bà cái mát bà là Phật gia chứ sự thật cái mát bà là âm không á. Có nghĩa là trước khi mình hỏi người ta tôi thấy thấy này thế kia nó giống như cái thiền tông nói đó, thì cố gắng giúp. Còn thấy A Di Đà thôi tôi like bà thôi cũng trốn bà luôn cho bà đi theo A Di Đà đi, nó không chịu nghe, cũng nó quen không chịu chuẩn quá lại cái sự hiểu biết của mình. Tất cả những người mà nó nằm ở trong cái dạng mà gọi là thấy những cái quần ta báo cho mình biết báo cho đi về Phật giới ha, thì thấy nó ít sáng quá ít á, thì tạo cho nhiều để cho nó sáng nhiều thôi, đi cho nó vững vàng thôi. Chứ còn mà nó thứ nhất là tôi thấy ở đây chuẩn bị chết đằng kia kiếm mấy ông thầy là đi đặt cọc trước mấy ông thầy trước là thôi thua đấy. Thôi đừng có giúp, nếu ông thầy tới thôi đừng có giúp, là kêu cái trại hòm tới rồi đắp giấy vàng lên thôi dẹp luôn đi. Là nó đi vuốt lắp cái hòm mình lắp miếng giấy vàng vô là anh chết rồi, xin lỗi anh đó, mẹ vô loài súc sanh rất dễ, chứ đừng có tưởng đâu, mà tôi không dám nói cái này nghe không. Có nghĩa là ta có hình mẫu rồi, bây giờ mình lo hậu sự đi, cái bài tụng bài cúng để cho cái người ở lại người ta thấy. Tất cả gì không được can thiệp vô thì cái người này hoàn toàn dẹp, người ở lại dẹp hoàn toàn, không có xen vô cái điều này được. Rồi hỏi tiếp đi.
những người hay chia sẻ sách văn thơ kệ trên mạng, những người này có công đức không ạ? Xin thầy giải thích. Cái đó là tùy theo, nếu mà vì cái chấp ngã thì không công đức, mà cái gì mà nhiệt tình giúp người ta là có. Đừng có chấp ngã ha. Đa số nó đúng ra cái chia sẻ trên này nó lạc tới 80% vì danh, 80% vì danh chứ không. Còn có 20% là tùy theo, muốn lừa chỗ nào lừa, lừa 20, 80 tùy theo mình. Chứ giờ, đây, bây giờ ai cấm cái này? Ta nói cho mình biết thôi rồi tự mình. Mình chia sẻ rất tốt nhưng mà với điều kiện đừng chấp. Cố gắng đừng chấp. Nó nhiệt tình quá, thành ra nó thành nó lộ cái hình, lộ cái hình tham. Rồi hỏi tiếp đi. Xin hỏi kinh vô tự là gì ạ? Vô tự là viết cái chữ nó không hiện ra. Giống như vi tính bây giờ viết rồi nó bôi trắng bóc không thấy gì trời, muốn thấy bôi màu vàng bôi đỏ lên. Kinh vô tự viết bằng cái chữ bằng điện, có cái tờ giấy ông viết bằng cái chữ gì, nhưng mà nên nhớ là kinh vô tự viết bằng công thức. Ông chỉ nói là ngũ thú tập cư, loài nào làm gì về thôi, rồi nguyên một cái quyển kinh đó. Đó một câu vậy mà nó nguyên một quyển kinh. Quyển kinh mà dịch ra xin lỗi 200 trang chưa dịch chưa hết. Biết kỹ thuật dịch nó phải vậy đó, kinh vô tự viết bằng cái đó, đó. chứ không phải viết từ chữ từ nét, không phải, nó viết bằng công thức. Kinh vô tự viết bằng công thức, người nào hiểu công thức này thì mới giải mã được đó. Bởi vì giống như ở trong cái ẩn số đó, người ta viết một cái con số mà có thể giải mã rất nhiều, ta hiểu được công thức này thì những người kinh vô tự thì viết cho người hiểu kinh vô tự đọc, chứ không phải kinh vô tự viết cho đại trà đọc, không phải vậy. Vì thế kinh vô tự là thế tử tất ra viết cho long nữ đọc, khác là long nữ viết khác đọc. Vì long nữ kiến tánh mới giải mã được, còn nếu mà long nữ không kiến tánh không được. Còn mình đọc kinh vô tự cũng như đọc cho nó vui thôi chứ không hiểu. Kinh vô tự cái người A viết cho người B thì người B mới hiểu, chứ còn không phải cái người C hoàn toàn biết. Vì thế mà cái gì ông thầy Phước Tiến ông nói, ủa kinh vô tự sao không đưa cho ông, quyền ký không đưa ông, mà ông mù mà đưa gì. Ông Phước Tiến ông nói tôi mù mà không lẽ Phật đưa cho ông mù. Nó, ông không có hiểu thì ông trách ông Phật. Tại sao tu về mà không đưa cho tôi mà đưa long nữ. Thấy không? Mấy cái người phàm phu ưa chấp. Ông có chưa có nhiệm vụ gì đâu mà mới đưa cho ông. Tưởng là ông cạo đầu, ông tiến sĩ giao ông lời giỏi, không phải vậy. Thiền tông cũng phải vậy. Thiền tông không có cấp, không công nhận cái bằng vật lý. Cái vật lý là để cho người ta làm, ta kiếm tiền thôi. Chứ còn cái mà đạo Phật thì một là anh mờ cái mắt, hai mở sáng mắt, vậy thôi. Có hai con đường thôi. Vì thế mà một anh nhắm, hai anh mở, rồi anh mở thì tôi giao cho anh. Còn anh nhắm thì thôi, kể như anh nuôi cho tôi không giao. Rồi hỏi tiếp đi. Xin hỏi thần thức là sao ạ? Thần là ông thần, thức là cái thức biết của ông thần. Cũng như là tánh người, tánh người là tánh biết của con người. Còn khi là tánh của biết của ông thần, có vậy thôi. Bởi vì cái ông thần là cái gì? Ông thần có cái nhiệm vụ, ai đây cũng vậy, ông thần phải bám lại cho mình làm cái gì ông biết hết. Vì thế mà bên đạo Thiên Chúa nó có ba cái ngôi. Ngôi thứ nhất là Thượng Đế, ngôi thứ hai Chúa Giêsu, ngôi thứ ba là Thánh Thần. Thánh là cái gì? Là trợ giúp, còn ông thần là quản lý. Đạo Thiên Chúa nó đúng về cái quy tắc này. Chứ không phải là vô căn cứ đâu. Đạo Thiên Chúa rất đúng, rất chuẩn mực về cái vấn đề này. Vì thế mà Thánh Thần Amen, hai ông này phải giữ hai bên. Ông thì quản lý, ông thì kiểm soát thực thi. Một ông kiểm soát thực thi giống như mình ở thế gian này là mình làm cái gì nó có ban kiểm tra. Đúng thì nó mới cho đi, không đúng nó không cho đi. Đó, Thánh Thần là vậy. Thánh là kiểm soát, Thánh là thực thi. Ở thần thực thi mà Thánh nó kiểm soát. Rồi hỏi tiếp đi. Xin hỏi vô sư trí là gì ạ? Gì cô? Vô sư trí. Vô sư trí. Vô là không, cái sư là không có thầy. Sư không thầy, trí là cái trí không thầy dạy là ai? Là tánh Phật của ai dạy ổng đâu. Tự ổng biết, thấy nghe biết thôi. Tự cái đó nó tự biết thôi. Còn mình ở đây học cao học thấp, học bằng này bằng kia là hữu sư trí. Học khôn học dạy là cái bằng hữu sư trí. Còn vô sư là cái thấy nghe nói biết của tánh Phật, gọi là tánh vô sư.
không ai dạy cái này, nó là tự nhiên vậy thôi. Tự nhiên vậy gọi là tánh vô sư trí, cái trí không phải học. Vì thế mà trong tánh Phật nó có bốn là biết, cái chữ biết là tri, chữ tri nó thuộc về chữ trí. Rồi hả tiếp. Dạ xin hỏi câu ngoài ta tìm Phật ắt theo tà là sao ạ? Mình có tánh Phật rồi mà đi tìm nữa, không phải tìm tà là gì nữa. Mình có tánh Phật mà không nhận ra, nhận ra tánh Phật thì ra luân hồi, mà không chịu mà đi tìm Phật thật cái gì nữa, thì chỉ có ông tà ông gạt mình thôi. Thì ngoài ta tìm Phật ắt theo tà bị đi trong lục đạo, đi trong lục đạo biết kiếp nào ra. Cái câu đó đã Phật là thầy ông Trần Nhân Tông đó, trong nhà có báu thôi tìm kiếm, là có tánh Phật rồi kiệm gì nữa. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đối cảnh vô tâm rồi đừng có ngồi đó hỏi tu thiền chi đó mất công. Ông vua ông nói được vậy thì tất nhiên ông hiểu đạo. Mà cái câu nói này nó giá trị ngày xưa, chứ bây giờ nhiều người lặp lại ăn theo thôi, không biết. Rồi hỏi tiếp đi. Người đã giác ngộ rồi, sống không còn bám và phụ thuộc vào thần nữa, có được không ạ? Sao? Giác ngộ không bám vào thần hả? Không còn sống bám vào thần nữa có được không ạ? Bám vào thần, cái ông thần quản lý mình làm sao bám. mình là theo dõi ông vô đây mượn thân tới người thì ông phải, cái ông này phải theo giữ thôi. Mình giống như con bò. Cái ông chăn bò phải theo giữ thôi. Anh mướn không mướn nó cũng phải theo. Bây cái nhiệm vụ của người ta vậy. Thấy không? Mình có thì phải theo, chứ không trừ trường hợp á mình mà có công đức nhiều á, ông thần ông không dám lại gần thôi, nhưng mà ông cũng theo dõi mình. Lẽ khi mình bắt ông cho mình tự do đi, có nghĩa là thần mình âm á, thì ông nắm mình được, mà nếu mà kêu bằng có công đức nhiều âm dương nắm được, à có công đức ông không dám nắm. Giống như mình ví dụ điện khoảng 10 quên á thì ông nắm được, giống như cái điện thoại mình 10 quên ông nắm được, điện thoại mình 100 quên ông nội không ai dám rớt cái điện thoại đó, thì tự nhiên ta thả ra thôi. Đó là cái luật vật lý thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Từ tổ thứ nhất đến tổ thứ 33 truyền nhau có y bát, riêng tổ 34 là điều ngự giác hoàn ngộ thiền bằng cách trình 44 câu kệ cho Tuệ Trung Thượng Sĩ. Vậy xin hỏi ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ lấy tư cách gì để kiểm thiền cho tổ 34? Cái này không có thấy tư cách gì rồi. Bây giờ đó ông xác nhận ông là ông hiểu vậy là ngộ thiền đó. Nhưng mà trong cái dòng thiền tông, khi mà Đức Phật ông có nói là tới tổ 33 thì tất cả những gì kinh sách gì phải chôn hết, dẹp hết. Lấy cái 600 quyển của vua Võ Tắc Thiên truyền đi, người nào nắm được cái này, ngộ được cái này thì sẽ có người xác nhận. Mà ông nói là dòng thiền chỉ có 36 người thôi, mà nói là ở nước rồng 3 người, bên kia nó là 33 là 36. Cái đó theo quyền ký ghi vậy thì chỉ biết rằng thiền tông tới lời lục tổ phải dừng lại. Lý do, ông không biết chữ, ông không truyền được. Thứ hai là tới đó đã công bố quyền ký lần thứ nhất rồi, thì ai cũng biết. Vì thế mà quyền ký lúc đó không còn bí mật nữa, nó đã lộ hình rồi. Mà phải đợi cả ngàn năm sau thì tại Long Nữ mới cho công bố chính thức ra, công bố chính thức bằng luật pháp. Nên nhớ rằng Long Nữ công bố bằng luật pháp. Đó mình phải hiểu. Còn cái vấn đề mà Trần Nhân Tông hay là mấy ông tổ 35, 36, ông nào muốn tiếp nối cái này phải có bài kệ. Vì thế mà ông nào cũng có bài kệ hết chứ không phải không. Rồi người ta sao không có truyền nữa đó, người ta ấn chứng thôi. Ấn chứng để cho đến khi Long Nữ mới công bố ra và bắt đầu truyền thiền ra lại. Đó, mạch nguồn thiền tông mới bùng ra lại. Nếu Long Nữ không có truyền thiền này thì hoàn toàn không, thiền tông không biết. Vậy đầu tiên ông Thật Thích Ca truyền đầu tiên, rồi sau này phục hồi lại Long Nữ cũng truyền đầu tiên. Vì giữa Long Nữ và ông Thích Ca đã từng họp nói chuyện rồi. Đó, thì ông đó thì bà kêu nó tới ngày đó thì con sẽ thực hiện đúng. Thì đúng bây giờ mình ở đây thuộc hậu lai tiếp nối dòng thiền tông. Tôi thuộc về tiếp nối dòng thiền tông. Mà trong bài kệ 92 câu kệ, người có tâm lớn nối dòng Như Lai, chỉ có cái người này. Vì thế mà có nhiều người tưởng đâu mình cũng có tâm lớn đi cắt cái chùa nối tiếp. Thì trật lắc. Mà bây giờ mình nói sao ta? Người ta tưởng sao người ta làm vậy thì kiện của người ta.
chứ giờ ai sao mà cấm. Rồi hỏi tiếp đi. Thiền gia Chánh Huệ Phong, có phải ngài đã rơi vào bể tánh thanh tịnh không? Mà cái gì ngài cũng thông hết. Thôi cái này đừng nói chứ, tôi nó không có rơi vậy, ai mà kiến tánh biết hết. Bây giờ tất cả đây ngồi ai kiến tánh thấy hết. Không có ông Phong ông gì rồi, ai kiến tánh thì thấy. Giống như mở mắt đưa chữ gì đọc cũng được hết. Còn nhắm mắt thì thôi, ngồi đó tưởng tượng. Tất cả như này bởi vì thầy là thành ra tại sao mà tại sao Thế Đạt Đa bắt buộc Long Nữ phải đọc làm sao cho kiến tánh. Kiến tánh ông mới giao à. Thì bà kia đưa Hạ Minh Châu rõ có chút chứ biết rồi. Tôi biết rồi, thấy rồi, rồi đóng lại. Bà này chắc ăn rồi đó, giao Hạ Minh Châu lại cho bà này. Rồi giao mấy quyển sách. Giao quyển sách rồi phải giao Hạ Minh Châu để bà ngồi bà đọc. Bà đọc hết rồi bà làm gì làm đó, bà lưu đâu kệ bà. Nhưng mà tới ngày chót bà phải đưa ra. Không biết bà lấy bằng kiểu gì không biết. Nhưng mà giờ chót phải bà phải đưa ra, người ta mới hiểu được. Rồi hỏi tiếp đi. Quyển giáo lý của Đạo Phật sau này được công bố ở nước nào và thời gian nào được công bố ra? Bây giờ người ta rao rồi đó, rao cho công bố rồi. Và tùy theo, một là cho ở quốc gia Việt Nam, hai là cho thế giới, UNESCO. Bây giờ đang UNESCO đang tiếp nhận, đang tiếp cận. Nó tôi nói thế, đang tiếp cận. Mà còn cái chuyện được học tôi không nói. Nói thì thành ra giống Muhammad rồi, đón quá khứ về lai tôi trở thành thần rồi không được. Thôi để cho tôi làm cái ông giải đáp sướng hơn đi làm ông thần thì chết tôi luôn á. Nó kéo tôi vô là cái loài thần thì tôi thua luôn. Loài thần rồi bắt đầu á thì tôi bị quan tưởng tiếp. Rồi hỏi tiếp đi. Xin hỏi cái kinh Vô Tự có phải khác với giáo lý không ạ? À? Chữ kinh là cái lời viết của Đức Phật, còn giáo lý là lời dạy của Đức Phật. Cái giáo lý là cái lời dạy, kinh là cái nói về cái chuyện mà cái công thức này công thức kia. Cái kinh đó là lời dạy của Đức Phật, còn giáo lý là cái lời kêu bằng ông dạy về căn bản của cái đạo Phật. Nó không được xếp vào kinh mà là cái quyển giáo lý. Mình đây giống như là cái chữ viết nhưng mà nó nằm ở trong cái điều lệ, chữ điều lệ nó khác, rồi chữ văn bản nó chữ khác. Nó cũng là cái chữ, nhưng mà cái sau của nó giải quyết là kinh là khác. Kinh là nói những cái chuyện mà có cái tính cách là mờ mờ ảo ảo, ha, có trừu tượng và hữu hình. Còn cái giáo lý đây là nói ra một cái chân thật rõ ràng, từ phân tích, từ ly, từ tí, gọi là giáo lý. Giáo là lời dạy, lý là cái lý thuyết chân thật. Nhớ là cái lý thuyết chân thật của đạo tiên nó khác, đạo trời, đạo thánh nó khác. Còn lý thuyết một vị toàn năng toàn giác nó viết khác. Lý thuyết một vị toàn năng toàn giác là nó viết bằng khoa học và thực tế. Ha. Còn lý thuyết các đạo kia còn có chất là trừu tượng và mơ hồ. Rồi hỏi tiếp đi. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật nói tâm vốn vô trụ, không dính mắc bất cứ thứ gì. Mà bên Thiền Tông lại nói tâm là tim. Xin hỏi cho dùm ý hai cái câu đó, hai cái chữ đó. Chứ bây giờ đó, ngày xưa đó người ta dịch chữ chữ tánh Phật đó là cái biết. Mà trong tánh Phật nó có chữ tri là chữ biết. Mà bây giờ cái người Trung Hoa đó họ nói biết là do cái tim phát ra, đập cái tim đập. Bởi vì người Trung Hoa Lão Tử nó ăn cái chữ tâm, chữ tim này là do cái ông Lão Tử. Ông Lão Tử nếu mà trái tim không bóp á, vật lý nó không bóp thì nó không phát ra được cái công dụng. Vì thế mà ông cho trái tim là biết, trái tâm, ông gọi là tâm, mình là gọi là tim. Bây giờ mới giải mã ra đó, giống như bây giờ cái máy vi tính này nè, nó hiện hình hoặc là nó nói tiếng á, nếu không có điện thì nó không làm được. Vì thế mà cái điện nó phát ra thì cái này nó mới phát được. Vì thế á, mà cái ông Lão Tử á, ông nói cái tim là cái biết. À, ông lấy cái đầu. Còn thật nói á, cái mà biết á, thì nó lấy của cái tánh Phật. Nó nằm ở trong cái công cụ của cái trái tim. Tánh Phật muốn sử dụng cái thân người này thì nó phải bóp bằng trái tim, tánh Phật mới nói được. Đó, vì nó lằng nhằng giữa cái trái này. Vì thế mà thôi giờ nói tâm, nói tim thì cũng được. Nhưng mà nên nhớ rằng Thiền Tông nó phân tích á, cái mà biết á, thì trái tim phải hoạt động thì cái miệng nó mới la. Nha. Còn bây giờ trái tim nó hoạt động thì cái miệng làm sao nó la. Thành ra nói gì cũng đúng. Nhưng mà nói đúng ra đó, cái biết là do cái tri của con người.
Mà trí con người muốn phát ra thì phải do cái tim nó đồng, nó tương tác ra mới phát ra được cái này. Vì thế mà Lão Tử bảo là cái tâm là biết, nếu không sai, nhưng mà nó ở cái lớp đầu. Còn cái biết mà bên Thiền Tông nó nói là tánh Phật. Thì bây giờ nếu tánh Phật mà không có trái tim thì nó cũng không nói được à, vì nó vào thế giới vật lý mà. Thành ra cái tánh Phật, cái bên Thiền Tông nó phân tích là phân tích cái gốc. Còn bên kia Lão Tử nó phân tích được cái cơ chế vật lý. Giống như chiếc xe mình bóp kèn, không có điện không bóp được, nhưng mà cái dynamo nó quay điện, nó phát ra điện thì bóp kèn mới được. Thì hai cái này nó tương tác. Bây giờ hỏi chiếc kèn kêu hay là điện kêu, giờ hỏi đi. Nếu mà hỏi kèn kêu hay điện kêu, giờ hỏi chứ cái tâm biết hay là cái tánh Phật biết, suy nghĩ đi. Hai cái này giải thích không được, phải tương tác. Nếu mà chính xác chúng á, thì nói là tánh Phật biết nhờ trợ giúp tim, nhờ có điện nó la lên à, mình hiểu vậy. Thì bây giờ ai nói cũng đúng hết chứ không phải sai, nhưng mà điều mình phân tích ra đúng nhất là cái tri của tánh Phật biết là cái biết á. Còn nếu mà nói là tương tác thì nói về tổng thể con người biết, tim bóp thì con người mới hoạt động, múa tay múa chân nói được, mới la được, mới biết được à, có nghĩa là có điện cái tim nó bóp một cái là tất cả trong mấy thứ con người nó hoạt động được hết. Thì ông Lão Tử cho ông nói là xếp là tim là tâm đó, ông nói xếp vậy thôi. Nhưng mà khi mà Quyền Ký ra đời rồi nó phân tích vậy thôi. Quyền Ký ra đời để phân tích rồi, còn cái chuyện ai tin sao tin, nó đúng tin cái gì cũng đúng hết chứ không phải không đúng. Nhưng mà đúng chính xác nhất là tánh Phật thấy nghe nói biết là cái chỗ đó. Nhưng mà đã vô mượn thân người là anh phải đi theo cơ chế vật lý, tim hoạt động thì anh mới biết được. Và không biết là kể như anh đi ra làm trung ấm thân thôi đó. Trung ấm thân chỉ có thế giới hữu vô hình biết thôi, còn hữu hình nó không biết. Vì thế mình sống ở đây gọi là sống bằng thế giới hữu hình thì phải đúng bằng hữu hình. Rồi hả Thế Vì? Khi một Phật gia mất, có nhiều người đọc kinh tuyển suốt 8 giờ liền, như vậy có ảnh hưởng gì người mất không? Không ảnh hưởng gì đó. Có nghĩa là người mà có công đức rồi, anh muốn làm gì anh làm trâu làm bò cũng được, không thành vấn đề đó. Bây giờ cái đó là cái của người ta, còn đây là mình tác động nó không thua gì. Cái đó là do cái tưởng con người bên ngoài, anh trợ giúp người ta gì ta. Cái vấn đề mà bây giờ nên nhớ rằng có tiền bước lên phi cơ đi nước ngoài đi, rồi ở ngoài đây có cho anh biểu tình 100 người ủng hộ con nhầm gì cái chuyện đó, anh làm cho nó vui thôi. Chứ người ta đã lên máy bay rồi thì người ta có nhiều người ta đi rồi, còn đây mình làm tung hô giảng tế cho nó vui chơi chứ sao không thua vậy ha. Cái đó là làm kêu bằng cái người thế gian. Thiền Tông cái người đó ra đi cái ra thanh thản rồi à, thôi chị đi về theo tốt, chúc mừng chị có tiếng vậy là cũng tước rồi, chứ khỏe cần chúc. Không chúc tôi cũng đi, mà chúc tôi cũng đi, 100 người chúc tôi cũng đi ha. Còn cái người ở lại là tôi nói thiệt, cái gì cái danh ở kế bên tôi tổ chức này để mày móc tôi dụ mấy người kia lại, có vậy thôi. Kêu bằng kết nạp đảng gì một chút xíu thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Câu cuối, cái câu nghiệp chướng bổn lai không, xin viện chủ giải thích cặn kẽ dùm cho con và mọi người cùng hiểu. Bây giờ cái nghiệp là cái gì? Cái nghiệp là do suy nghĩ hành động nó tạo ra bằng cái gì? Nó tạo ra bằng nghiệp dương, thì nó cấu tạo bằng điện từ dương. Nghiệp âm hay là ác đức, nó cấu tạo bằng điện từ âm. Hai cái này nó tương tác, nó quay trở lại, nó tạo thành cái nghiệp. Nó quay liên tục giống như cái tánh người, mà nó quay rồi nó mới có tánh người. Mà khi nó vào trung tâm vận hành luân hồi rồi thì nó không còn quay được. Mất điện từ nó không quay được là mất. Nó mất thì điện âm về âm, điện dương về dương, thì còn cái nghiệp nào còn đó. Giống như con người mình mà điện nó không quay, máu nó không ra lông, là con người mình thì sao? Đất nước nó trở về đất nước rồi, đem vô lò thiêu rồi có còn cái ông A bà B không đó. Thì cái kia vô cũng vậy, vô trong tâm hành thì cái nghiệp nó tự trở về cái điện âm điện dương của nó. Vì thế mà người ta nói là nghiệp chướng bổn lây không, cái này nó sự không thật, do nó duyên hợp nó tạo thành. Giống như con mình nó duyên hợp tứ đại mới thành con người. Mà con người mình nó ngưng thở rồi sao thì 5 phút sau 10 phút sau nó thu quắc lên thì thôi, thì nó không phải là con người.
Đó, thành ra người ta nói là nghiệp chú mổ thông giờ là gì? Nó vô trung tâm vận hành luân hồi là cái trong ở trong này đó, nó quay theo quy luật vật lý, còn vô trung tâm vận hành nó mất, nó không quay nữa. Thì cái những cái nghiệp đó trả về âm dương về dương, mà nó duy nhất chỉ còn cái tánh Phật và công đức thôi. Đó, vô trung tâm vận hành nó duy nhất chỉ còn hai cái đó thôi. Mình phải hiểu cái thế giới này thì mới hiểu được cái đạo Phật. Đạo Phật là nói đến chỗ chân thật, chân thật về bằng sự thật của trái đất này. Đạo Phật nó có giá trị là chỗ đó. Khi đạo Phật ra đời nó xóa tất cả những cái gì hiểu lầm của con người. Tất cả các tôn giáo này mà không thể chịu nổi cái công phá của Thiền Tông. Tất cả bởi vì tôi nói là cái tất cả các đạo này nó lập từ nhóm, ở trong cái không gian này, trong cái vật thể này hoặc là trong cái hành tinh này. Còn đạo Phật là gọi là đạo Phật là trùm khắp cả càn khôn vũ trụ và tam giới. Vì thế mà đạo Phật giải thích được cái tam giới này, của vũ trụ này, rồi hành tinh này, rồi vô hình hữu hình trái đất gì nó làm hết, nó chi nó biết chứ đâu, nó đem lên giống như là nó cho mình lên bàn mổ rồi nó cho mình mở mắt thấy. Nó Thiền Tông nó phá, nó dẹp được này. Vì thế mà Lục Tổ ra đời nó là phá, Thiền Tông ra đời nó phá tất cả những cái gì mê tín dị đoan ở đây, gọi là phá tà tông ở chỗ đó đó. Rồi hỏi tiếp đi. Đã hết giờ giải đáp rồi, xin ngừng giải đáp ngày hôm nay. Những câu hỏi tồn đọng sẽ được về giờ giải đáp vào tuần sau. Xin cảm ơn.